Xin kính chào toàn thể các bác trên các vùng miền quê đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Đây, trước mặt các bác đây là một đấu dây. Đấu này thì em đấu lên từ lâu lắm rồi. Em có mấy khách hỏi, đấy, hỏi là bao nhiêu tiền một dây rồi là thế này thế kia. Báo giá các bác nặn mất hút. Đấy, báo giá trên là báo giá trên Facebook. Đấy, thì các bác nặn mất hút luôn. Còn Zalo thì không bác nào hỏi thăm, bấm này, bấm này thôi. Đấy. Thì dây này là dây nguồn tiêu chuẩn do bên em thiết kế cũng như là pin lên. Đấy. Dây nguồn thì của APC. Cái dây này ngày xưa em khoe các bác này em mua theo bao rồi. Và nếu như các bác mua dây nguồn này, gọi là dây nguồn cho các dòng đèn pin thì tức là dây nguồn chuyên dụng cho các thiết bị chuyên nghiệp đi. Giá nó từ 70 đến 90 nghìn một sợi, thậm chí cũng như dây này 150 một sợi. Thì bên em bán nó rẻ hơn tí. Bên em đang bán giao lưu các bác là 50.000 một sợi. Đấy, 50.000 một sợi giá thành cửa hàng. Lấy từ 4 sợi. 4 sợi thì may ra em bao ship như các bác, chứ còn lấy một sợi một đòi bao ship còn đâu mới có. Thì em nói luôn. Bởi vì cái phí vận chuyển nó 30-40.000 rồi, 50.000 bán thì này, thành ra cái dây có 20.000 thì lỗ. Thì em báo giá luôn này. Cái rác này bọn em mua là đã vào gần 20.000 một rác rồi. Đấy. Và dây nguồn thì em bán lẻ nó cũng 25.000 một dây. Đấy, nên là mà các bác muốn lấy một dây này về các bác tự đấu. Thì dây này là tiêu chuẩn của Mỹ nhá. Dây APC xuất đi Mỹ. Sản xuất tại Việt Nam nhưng đạt tiêu chuẩn để xuất đi Mỹ. Đấy, tiêu chuẩn 3 chân. Tiếp mát tiếp đất đầy đủ. Nên là các bác ví dụ các bác cắm vào cục đẩy công suất, cắm vào đèn pin hay là các cái thiết bị gì đấy mà nó dùng cái rác này. Thực sự yên tâm một điều là cắm cực kỳ chắc chắn và không bao giờ sợ kiểu mô ve. Trừ những cái ổ cắm của các bác, ổ cắm đều. Còn các bác cắm những cái này vào có cái kiểu như quản lý nguồn hay là ổ cắm chuyên dụng nha, chắc chắn cực kỳ luôn, không chê được điểm gì. Đấy. Dây nguồn thì hôm nay em giới thiệu các bác, giới thiệu nhanh gọn nhẹ thôi, không có gì cả. Có cái dây nguồn mà quảng cáo cầu kỳ quá các bác này bảo thừa hơi nói phét. Đấy, dạo này nhiều các bác xăm soi em thế cơ chứ nhỉ. Đấy. Dây nguồn nhá, em báo luôn là 50.000 một sợi. Đây 4 sợi là bao ship. 50 này, 100 này, 150, 200 bao ship cho các bác. Đấy, còn lấy nhiều nữa thì cũng vẫn giá 50.000 nhưng cũng bao ship. 4 dây là bao ship. Đấy. Còn lấy 2 dây là không có bao ship. Chi phí vận chuyển tới 20 đến 40.000 trên một dây. Khoảng tầm đó. Đấy. Cái dây này có mấy chục nghìn thôi, các bác còn bảo gửi xe thì chắc em chịu, gửi xe 50.000 đấy. Vớ vẩn này thôi, nàng nhằng 50.000 đấy. Gửi xe. Đừng tưởng bỡ gửi xe đâu. Các bác nào lấy số lượng thì báo cho em trước nhé. Thì sắp tới em đặt thêm rác này nữa, rảnh rỗi về đấu dây cho các bác. Đấy, các bác nào quan tâm đến sản phẩm gì thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại dưới phần mô tả để biết thêm thông tin về sản phẩm. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.